Đây anh em nhìn nè, em đi mua đồ về đấy, ra cầm đồ đi mua đồ về mà như tay xách nách mang như kiểu cái ông mà đi chợ rác. Alo, em lại xin mến chào tất cả các bác, các chú, các anh và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Việt Phú. Hôm nay là ngày thứ ba, là ngày giữa tuần chứ không phải là ngày cuối tuần, nhưng là ngày quốc khánh của Nhật Bản. Thì như em có đăng ở trên tab cộng đồng của kênh của em, thì hôm nay em sẽ đi ra quán đồ cũ thì để em mua cho một vài anh một vài cái đồ. Thì có một anh ở Vôi, Bắc Giang có gửi cho em mua một cái loa Boss FS321. Con này hàng rất là khá hiếm mà nghe em thấy cái con này nghe khá rất là hay, em thấy rất là kết con này. Thì con này đợt trước người ta bán được 1,7-600 thôi, và video đợt trước em quay ấy. Nhưng mà đợt này video gần đây nhất các bác xem thì thấy nó lên giá là 1,8-700, nó lên hơn một sen một tí. Thì nó cái giá trị của nó là về Việt Nam là khoảng rơi vào khoảng tầm 8 triệu. Thì anh ấy đã gửi tiền hàng và tiền công cho em để em mua hàng, còn cái tiền ship về Việt Nam ấy, thì anh lúc anh nhận hàng anh sẽ trả tiền cho công ty vận chuyển. Hôm trước thì em gửi hàng cho anh kia là một cái công ty vận chuyển kia, nhưng mà cái giá của nó đắt quá. Thì lúc đầu người ta báo là 210.000 một cân, nhưng sau mà sau đấy thì mình gửi hàng đi rồi thì người ta mới báo là cái hàng điện tử ấy thì lại tính riêng một sen 250 tương đương khoảng tầm 250.000 đến 260.000 một cân, quá đắt. Hàng này thì như một anh ấy có comment, có nhắn tin cho em, anh hỏi giá. Anh ấy làm cũng làm bên logistics, anh cũng buôn bán hàng từ Trung Quốc về thứ. Thì hàng bên đấy về 40.000 là đắt nhất, hoặc là 5.000, 10.000. Thì anh ấy bảo là hàng này chắc là hàng đi bằng chuyên cơ của Donald Trump. Thì hôm nay em qua đây thì có nhiều bạn cũng vào comment là mày làm vì tiền chứ là mẹ gì giúp anh em. Thì thực ra là em sang đây đi làm cũng vì tiền thôi, em sang lên Nhật để đi cày làm công nhân thì cũng là vì tiền, mà các tất cả các anh nhà làm Việt Nam thì cũng là làm vì tiền chứ chả có ai làm về không công hay là làm chơi cả. Tất nhiên là em làm vì tiền, nhưng cái tiền em cũng nói thẳng là cái tiền mỗi trên sản phẩm em đều gửi tất cả chi tiết cho tất cả các anh xem, ưng thì các anh lấy gì chuyển khoản cho em đấy, chứ em không không phải là em bảo bán một cách bừa bãi. Em có công là bao nhiêu, tiền hàng là bao nhiêu, tiền ship là bao nhiêu, em gửi tất cả đấy. Thì thường thường mỗi ngày em chỉ lấy 500.000, thậm chí chưa đến, nhưng mà cái mic trong chơi em mua thì hầu như là cái tiền được khít khít luôn, không dư tí nào, dư vài một vài chục bạc thì gọi là có. Nhưng mà công em đạp từ đây trời tuyết mấy chục mấy cây mấy chục phút mới đến nơi, thì tất nhiên là em phải lấy một cái công nhất định. Và hai em sang ký túc xá, nên là sang ký túc xá để nhờ một cái bạn này đi chợ hàng cho em. Vì hôm nay có hai anh, một anh ở Vôi, một anh trong Thành phố Hồ Chí Minh có nhờ một đôi loa JBL, thì em đang sẽ quay. Thì đây anh em xin nói ngắn một chút, nói dài một chút vì nó nhiều các bác cũng không xem, thật là thế. Thì em tính em ra sẽ nói tiếp. Em nhờ bạn này quay thì em phải lấy công và còn phải trả công cho bạn đi nữa, chứ nhờ không một lần thôi chứ chẳng nhẽ hôm nào có nhờ không, đúng không ạ? Thì ok các bác thông cảm, em ra thì em sẽ quay tiếp cho bác xem. Chứ quay nhiều quá, nói nhiều quá các bác ghét. Trời ơi, vừa mưa tuyết xong các bạn, vẫn còn rất là nhiều tuyết, nó rất nặng nhưng mà nó chưa tan được. Đây, trước mặt là một cái xe chở rác của người Nhật, người ta đi dọn rác hàng ngày. Đây, gọi nhờ một anh bên kia tốc anh đi chở cùng đây. Đây một dàn siêu xe của tất cả anh em mà có ô tô thì em sẽ lấy rất là nhiều hàng được cho các bác. Rất là tiếc nhưng mà phải đi xe đạp nên là các bác cũng hết sức là thông cảm. Em mà có ô tô thì các bác đặt hàng gì em lấy được hàng đấy. Nhưng mà toàn siêu xe này thì chở được với cái nhẹ nhẹ thôi, tạm thời 15 cân, 10-15 cân thôi nhá. Đây, xin phép em đi ạ. Đây hôm nay em sẽ quay cái con Pioneer này, em sẽ lấy Pioneer hay cái đọc nhầm con này, Pioneer của STZD10Z. Con này có trọng lượng nó là 7,5 cân, hộp vào là 8 cân. Hàng mua cho anh Sáu Miệt Vườn, Facebook là anh Sáu Miệt Vườn, hai bát hai đầu vẫn ok bụp bụp đấy. Hai trong này là mấy cái chép thì con này có giá là 9,9 hoặc tầm 2,1-2,2 Việt Nam, 7,5 cân hộp vào 8 cân tầm 1,6 triệu tiền vận chuyển và 300.000 tiền vận chuyển nội địa bên Nhật cộng với 500.000 tiền công, nó rơi vào tầm bao nhiêu, 2,2 triệu 300, 2,5 triệu với 3,6 triệu là 4 triệu với 5 với 4 500 là 4,5 triệu khoảng tầm 4,5 triệu này.
nó rơi khoảng đấy. Thì anh sẽ lấy con này cho anh Sáu biệt vườn, anh ấy ở trong thành phố Hồ Chí Minh đấy, vừa gọi điện cho anh ấy xem xong hàng ok. Thì anh ấy đang còn vặt sầu riêng ngoài vườn này, vừa coi xong đấy, bác quay xa bác coi rất đẹp, màu đỏ rất đẹp. Bên cạnh đây cũng có một con Pioneer khác HTZ D10TG này, cũng tương tự như cái dòng đấy nhưng mà nó bé hơn một kiểu khác. Con này 800.000, 900.000. Cạnh đây có mấy cái radio, nhiều bác có hỏi radio thì radio đây Toshiba, con này 12.6 triệu, quay gần cho bác coi. Mã đây, bên này Toshiba khác, TAH bên kia AH1000, bên này AH1, con này 3.5 triệu, con này 2.6 triệu khoảng đấy. Đây là cái Sony gì đấy, con này đang bọc túi bóng luôn, chưa hàng ra là hàng sử dụng mà như mới, Bluetooth Sony. Con này một loạt con khác đây, Bluetooth NFC của con này tôi làm hơn 2 triệu, đẹp thế nhở, quá đẹp, đẹp quá. Network pairing quá đẹp, Sony SRS7X7 này đấy. Bên này là Sony CMT-X5CD cũng giá tương đương nhau. Bên này là Panasonic, con này 7.3 triệu. Đây là con Sony SRS9 này là 5 triệu nhá, 5.5 triệu nhá. À chưa, đây 5.5 triệu, còn 5.1 triệu gì đấy. Là Sony. Đây là con mod em sẽ lấy cho anh điện lạnh gì em quên mất, Hiền Phương à hay gì, ở điện lạnh gì em quên mất, ở trên Voi Bắc Giang. Con này Boss FS321 2 La Mã này, sản xuất 2015. Lần trước của nó là có một man 7600 thôi, bây giờ nó lên giá thành một man 8700 đấy. Thì có thiết bị này, có dây nguồn này, có dây có AC này, có cáp kết nối này, có điều khiển luôn đấy, rất là đẹp. Nó nhìn qua này rất đẹp, có một cái xước đây thôi duy nhất. Sau này em sẽ quay chi tiết cho bác coi. Đấy, có hai cái loa chép trên và cái sản xuất của nó này. Đây, sản xuất tại công ty Boss luôn. Đấy, sản xuất tại Boss Mexico nhá, Made in Mexico nhá. Đây, hàng Mỹ sản xuất tại nhà máy Mexico. Đây các bác, thì em sẽ lấy con này. Con này nó nặng 15 cân. Ủa rồi, nặng quá. Đây, thì em sẽ lấy con này. Sửa xe đạp khá vất vả. Thì hôm trước có bác nào hỏi em cái con Boss kia, em xem quay luôn bác coi này. Đây thì cũng có một bác bảo em quay cho cái con Boss 2121 này ở phía sau, thì em sẽ quay luôn. Con này nhập lực là 60W này, 6V này, 6Ohm này. Đấy, con này là Boss Corporation ở Framingham là US. Đây có số series con này 8, để xem quay con bên này luôn. Con này sản xuất tại nhà máy Boss chính hãng nha các bác nhé. Các bác bảo là sợ hàng Trung Quốc thì chắc là không phải là ở Birmingham rồi. Con này là con số series 27 nhé, hai con số đây liên tiếp nhau cùng một cặp nhé. Đấy, con này 27, 28 này, có ghi một cặp 27, 28 này, trên này luôn này. Đấy, thì đây là cái cặp Boss 121 này mà cũng có một vài bác hỏi. Nay có mấy cô la mới về. Ví dụ như Elac này thì quay rồi, Onkyo này 2.2 này, 4.5 triệu này chưa quay sao? Một đôi, một sao nó có cái này nhỉ? Đấy thì mấy con Onkyo khác 1.2 triệu, còn bên này tầm Elac này 8.5 triệu, đắt thế. Và bên cạnh đây thì có một cái đầu của Kenwood. Em biết các bác, nhiều bác có hỏi Kenwood con này có phải không, T1001. Con này giá là 1.3 triệu, hơn 1.3 triệu. Đấy, thì tiền em quay luôn, sản xuất 1995, T1001. Chona là gì? Em không biết là cái tên của nó là gì. Thì năm nay thì có khá là nhiều cái TX ở trên kia. TX này là cái gì hả các bác? Nếu bác nào thì yêu xem thì comment nha nhé. Nói thì tiện đây em quay luôn hai cái mic thu âm này. Có mấy bạn hỏi về cái mic ấy. Thì trước xem video mic nhưng mà cái này nó không, em chưa quay nên giờ em quay lại các bác coi. Cái này tầm 350.000. Con này là Sony ECM PCV80U nhé, tầm 350.000. Nó là để thu âm, có dây chạc các thứ đó. Sau này chân jack 3.5,
Em là thu qua đầu qua điện thoại thử ạ. Hai con tương đương à. Trong đấy là cũng con 80U luôn. Đấy hai con này tầm 350.000. Chưa kể các thứ ship rồi các thứ nha các bác. Hôm trước có mấy bạn hỏi trong cái video đi mua mic cho mấy anh ấy, thì có mấy bạn hỏi thế này. Đây thì bên này vẫn còn một con duy nhất con Fifi này. Rồi ok em xin ra để lấy hàng để em sẽ đi về đã. Christmas. Hi. これも部品もありますね。カッケブルとかありますよ。うん、ケーブルとリモコンと、はい、あとマニュアル、はい、ついてます。はい。お願いします。いや、あ、じゃあ、じゃあ、もうリライド。結構ビアキ。はい。ガンガン、ドアン、ライハン、ニャガバ。これで、ドウヘッザイト、ドウヘッザー、ホンティ。あ重い重い重いでしょちょっと重いで、アニャム nhìn アニャム nhìn em đi mua đồ về đấy ra ra cầm đồ đi mua đồ về mà như tay xách nách mang như kiểu cái ông mà đi chợ rác đấy vừa phải đi xin vào siêu thị để xin hộp về để đựng đồ này bên bọc túi bóng để nó đỡ ướt bên này thì phải trùm lại thứ được xe giỏ buộc cái thứ rất là vất vả anh em nhiều lúc anh em vào xem bảo mày làm vì tiền thôi tất nhiên không làm vì tiền thì làm vì gì hả anh em đây em xin phép vào để đóng hàng nhé hàng về rồi thì em xin phép vào để đóng hàng cho gửi bưu điện đi cho khách đây là thành quả của ngày hôm nay nha các bác em đã có 4 cái thùng hàng sẽ ngày mai sẽ gửi đi về Việt Nam cho một bạn ở Hà Nam một anh ở trong Bình Dương một anh ở Bắc Giang và một anh ở Quảng Trị đấy có là 4 người ở 4 miền Nam miền Bắc miền Trung có hết đấy thì rất chân thành cảm ơn tất cả các anh các bạn đã luôn ủng hộ và tin tưởng xin chào.